Còn trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, tối ngày 29 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ hai nước, khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam, một nước có vị trí đặc biệt quan trọng tại Đông Nam Á. Tổng thống Erdogan cảm ơn sự hỗ trợ quý báu mà đất nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ để khắc phục hậu quả trận động đất hồi tháng 2, đánh giá cao sự nhiệt tình, chuyên môn cao của các nhóm cứu hộ từ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam. Thủ tướng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được, đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Thời gian tới, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Công lý và phát triển cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ, giữa chính phủ và quốc hội hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng đã chuyển lời thăm hỏi lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm chính thức Việt Nam trong năm sau. Tổng thống đã vui vẻ nhận lời. Về kinh tế, Thủ tướng đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam như giày dép, nông sản, thủy sản. Hoan nghênh doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào các lĩnh vực như hydrogen, cơ sở hạ tầng, logistics. Tổng thống Erdogan bày tỏ vui mừng khi một số tập đoàn Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư thành công tại Việt Nam, khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn tới. Tổng thống sẽ chỉ đạo các bộ ngành triển khai các nội dung được thống nhất trong chuyến thăm của Thủ tướng. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như phát triển ngành Hà Lan, nông nghiệp, năng lượng, du lịch, y tế, giáo dục. Thủ tướng đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại đây liên quan đến các vấn đề khu vực và quốc tế. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo đảm hòa bình, an ninh và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới. Thủ tướng thông báo Việt Nam sẽ đóng góp 500.000 đô la Mỹ thông qua cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc để cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine tại giải Gaza. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus. Hai nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo, đặc biệt trong lĩnh vực ngôn ngữ, nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Về hợp tác nghị viện, hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc trao đổi giữa các ủy ban của Quốc hội, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ hai nước để chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước, tăng cường giám sát thúc đẩy chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các cam kết thỏa thuận song phương, tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương, trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ lập trường của Việt Nam trong việc giải quyết các xung đột bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại, ngăn chặn xung đột không để ảnh hưởng đến người dân. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngân khố và Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek và Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Kasia. Tiếp Bộ trưởng Ngân khố và Tài chính, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nền kinh tế hai nước có nhiều tiềm năng bổ sung cho nhau, song các khuôn khổ hợp tác còn hạn chế. Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng thúc đẩy khả năng đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa hai nước, gỡ bỏ các rào cản thương mại đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về xây dựng chính sách tài khóa và tiền tệ. Bộ trưởng Ngân khố và Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ ngưỡng mộ trước các thành tựu kinh tế và hội nhập của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác kinh tế ưu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực châu Á. Bộ trưởng nhất trí cao với các định hướng hợp tác của Thủ tướng, nhấn mạnh hai bên cần thúc đẩy kết nối hàng không, tạo điều kiện thuận lợi về thị thực và mở chi nhánh của các ngân hàng thương mại tại mỗi nước. Bộ trưởng chia sẻ về sự cần thiết giảm bớt các biện pháp phòng vệ để tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại và xác lập những khuôn khổ hợp tác mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Tiếp Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ trong quá trình công nghiệp hóa đất nước. Đề nghị với kinh nghiệm trong việc vận hành hơn 100 khu công nghiệp công nghệ cao, phía Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu đầu tư, phát triển, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, quản lý, điều hành các khu công nghiệp, khu công nghệ cao tại Việt Nam. Hai bên có thể trao đổi cụ thể vấn đề này tại kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp song phương. Bộ trưởng Fatih Kasia khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực có thế mạnh như công nghiệp, công nghệ cao, tự động hóa, công nghiệp quốc phòng, sản xuất ô tô.
đồng thời đề xuất thúc đẩy hợp tác giữa các hãng sản xuất ô tô điện của Thổ Nhĩ Kỳ với các đối tác Việt Nam. Bộ trưởng cũng nhất trí với ý kiến của Thủ tướng về tầm quan trọng của mạng lưới các hiệp định thương mại tự do, đề nghị hai nước tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác thương mại giữa hai nước. Trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp nhiều lãnh đạo các tập đoàn kinh tế hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ đã và đang có kế hoạch đầu tư tại Việt Nam. Tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp về các yếu tố nền tảng, các mục tiêu định hướng lớn của Việt Nam trong phát triển đất nước. Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam tập trung và mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất chip bán dẫn, kinh tế số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ và những ngành mới nổi, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực phát triển mới. Chúng tôi cũng tạo điều kiện hết sức để cho các cái tập đoàn lớn có công nghệ cao, có kinh nghiệm quản lý, đầu tư, rồi tham gia vào tái cơ cấu cái nền kinh tế của chúng tôi, để hỗ trợ các cái doanh nghiệp của Việt Nam nội địa hóa. Chúng tôi cũng sẵn sàng lắng nghe các cái ý kiến của các nhà đầu tư nếu có những cái vướng mắc và sẵn sàng xử lý để các nhà đầu tư yên tâm và sẵn sàng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của các bạn. Khi các bạn đến đầu tư Việt Nam, thành công của các bạn là thành công của chúng tôi. Trên một cái tinh thần là lợi ích thì hài hòa, rủi ro thì cùng nhau chia sẻ. Những thông điệp quan trọng trên cũng đã được Thủ tướng nhấn mạnh tại các cuộc tiếp Chủ tịch, Tổng Giám đốc nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn của Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là tập đoàn Turkish Airlines, hãng hàng không lâu đời của Thổ Nhĩ Kỳ, nằm trong nhóm 10 hãng hàng không có giá trị nhất trên thế giới. Tập đoàn kinh tế Hyatt Holding hiện có nhà máy đặt tại 17 quốc gia. Các tập đoàn đều đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam và báo cáo đề xuất với Thủ tướng một số kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh. Với tập đoàn IC Holdings, tập đoàn đa ngành hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng và hiện đang tham gia liên danh Viettu thực hiện gói thầu xây dựng và lắp thiết bị nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Thủ tướng đề nghị tập đoàn phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan, triển khai gói thầu hiệu quả, đúng tiến độ, chất lượng đề ra, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Chiều tối ngày 30 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Tập đoàn Hàng không Vũ trụ, một trong những tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Làm việc với tập đoàn, Thủ tướng đánh giá với tinh thần tự lực, tự cường, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát triển nền công nghiệp quốc phòng dựa trên các công nghệ hiện đại có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng phần lớn nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Thủ tướng cảm ơn các hoạt động hỗ trợ, hợp tác của phía Thổ Nhĩ Kỳ với Việt Nam trong lĩnh vực này. Thủ tướng khẳng định Việt Nam xác định nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Muốn vậy, phải hiện đại hóa quốc phòng với tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận hiện đại và thực tế, phù hợp với chiến lược quốc phòng quân sự của Việt Nam, thay đổi phương thức tổ chức và hoạt động phù hợp, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng và lực lượng. Để đạt được mục tiêu đó, hợp tác hội nhập quốc tế là một trong những phương cách thiết thực và hiệu quả. Với các nội dung mà tập đoàn đã giới thiệu và qua trao đổi với các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng đề nghị hai bên xem xét khả năng thúc đẩy hợp tác phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi nước, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi và những tình cảm ấm áp tốt đẹp nhất tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Thủ tướng cho biết sau hơn 35 năm đổi mới, đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng cao trên thế giới. Dù đi đâu, chúng ta cũng luôn tự hào là người Việt Nam. Thủ tướng mong muốn bà con yên tâm, tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, luôn đoàn kết, chia sẻ ngọt bùi, yêu thương nhau, tắt lửa tối đèn có nhau, trở thành cầu nối vững chắc cho quan hệ hai nước, luôn giữ gìn bản sắc dân tộc, luôn giáo dục con cháu hướng về cội nguồn, duy trì tiếng Việt. Thủ tướng yêu cầu Đại sứ quán xử lý công việc của bà con như công việc của người thân, nghiêm cấm sách nhiễu, phiền hà, tiêu cực, thực hiện các thủ tục liên quan đến bà con đơn giản, thuận lợi nhất, thường xuyên kết nối, hỗ trợ tích cực các hoạt động của cộng đồng.